chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thủ đoạn nắm thóp người Tây Nguyên, khống chế người có uy tín để phục vụ đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị có chủ trương bạo lực. Với họ, lấy lòng dân là điều xa xỉ. Họ muốn khống chế dân và kiểm soát người dân bằng hàng tá các thủ đoạn khác nhau. Hiện nay về sau, Đảng Cộng sản luôn duy trì sao cho người Việt Nam quanh năm chỉ biết đầu tắt mặt tối lo miếng ăn, để không còn thời gian và sức lực nghĩ đến giá trị cao xa hơn như tự do, dân chủ và nhân quyền. Vụ Tây Nguyên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt người bừa bãi, gây cho đồng bào người thượng sự căm phẫn tột cùng. Phát cho quan chức những đồng lương chết đói và tạo ra những cơ chế thiếu minh bạch để tạo điều kiện cho quan chức trục lợi, làm quan chức dưới chế độ Cộng sản tuy lương thấp nhưng bù lại họ có những khoản tiền trục lợi cách xù. Nhờ đó mà có tiền cho con cái đi du học nước ngoài, và cũng nhờ vậy, nhờ miếng ăn dưới gầm bàn ấy mà nó buộc quan chức phải trung thành với chế độ. Nghĩa là Đảng Cộng sản buộc quan chức của họ phải trung thành với họ chỉ vì bởi miếng ăn mà thôi. Như là quy luật tất yếu, chính quyền bẩn thì tìm mọi cách bòn rút của người dân, thì người dân phải lầm than, đấy là điều không thể tránh khỏi. Với việc chính quyền tham nhũng tràn lan thì người dân Việt Nam quanh năm chỉ biết cắm đầu vào việc tìm kiếm miếng ăn cho mình. Như vậy, duy trì nhà nước tham nhũng, Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được hai mục đích: loại bỏ sự quan tâm của người dân với chính trị và buộc quan chức trung thành với chế độ. Đấy được xem là thủ đoạn thâm sâu. Tuy nhiên, Cộng sản còn nhiều thủ đoạn khác chứ không chỉ bao nhiêu đó. Một trong các thủ đoạn mà Đảng Cộng sản Việt Nam hay dùng nhất đó là trừng trị những người dám phá vỡ chuồng nhốt một cách tàn bạo, để những con cừu đang bị nhốt phải hoảng sợ. Khi có ai đó muốn chống phá cái chuồng của đảng, thì không những người đấy bị tù một cách oan ức, mà chính quyền còn triệt đường sống luôn cả gia đình của họ, để mọi người nhìn vào đó mà kinh khiếp. Đảng Cộng sản dùng con trai cố nghệ sĩ Y Moan làm công cụ nắm thóp đồng bào người thượng tại Tây Nguyên. Với Đảng Cộng sản, khái niệm hợp lòng dân chỉ có trên giấy. Nếu hợp lòng dân thì đã không xảy ra thảm án ở Đắk Lắk vừa qua. Bị cướp đất trắng trợn, bị tước hết mọi quyền, người thượng đã không màng đến cái chết và họ đã manh động đột nhập vào hai trụ sở công an xã này, hạ sát những người mà họ cho là đã tàn ác với họ. Hiện nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương bắt lầm, chứ quyết không bỏ sót. Họ đã bắt hơn 60 người, trong khi đó chính họ xác nhận chỉ có 3 người tham gia vào vụ tấn công hai trụ sở này. Đấy là cách làm tàn bạo của đảng. Các hôn quân vô đạo qua các thời kỳ lịch sử, từ Đông sang Tây đều làm theo cách như vậy. Trong hơn 60 người bị bắt ấy, hơn phân nửa là người bị bắt oan và khó tránh khỏi bị tra tấn dã man để buộc phải nhận tội. Đứng trước sự ai oán và căm phẫn của đồng bào người thượng Tây Nguyên, chính quyền của Đảng Cộng sản đã dùng Evol, con trai cố nghệ sĩ Y Moan, viết thư khuyên đồng bào Tây Nguyên không nghe lời bọn xấu. Thực tế là Đảng Cộng sản Việt Nam đang quy kết những người dám đứng lên là bọn xấu, còn chính quyền Cộng sản đang bắt người dân bừa bãi, tra tấn mạnh tay đồng bào, thì không phải là bọn xấu. Người lãnh đạo đảng nào cũng thế, chỉ có vì mình và vì đảng, chẳng bao giờ họ vì dân. Có người nói rằng Yvon Inu, con trai cố nghệ sĩ Y Moan, không có con đường lựa chọn. Nếu anh ta không làm công cụ cho Đảng Cộng sản thì anh ta sẽ bị chính quyền trả thù và anh ta khó mà yên ổn làm ăn sinh sống. Thực tế là một số người đánh giá rằng lá thư mà Yvon nó mang văn phòng đặc trưng của ban tuyên giáo Đảng Cộng sản. Đất nước Việt Nam cũng chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản, thì một mình Yvon Inu làm sao thoát khỏi thân phận công cụ này. Cách làm của Đảng Cộng sản là muốn bắt cả đàn mối, là phải tóm bằng được mối chúa. Nguyên tắc đấy đã được Đảng Cộng sản sử dụng bao lâu nay và cho đến nay nó vẫn đang là cách hiệu quả. Đảng Cộng sản năng lực có hạn, nhưng thủ đoạn thì vô biên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin thủ đoạn nắm thóp người Tây Nguyên, khống chế người có uy tín để phục vụ đảng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin học tập và làm theo tấm gương cụ tổng, đồng chí đẩy 5 đồng chí vào tù. Vụ cô giáo Lê Thị Dung bị đẩy vào vòng lao lý chỉ vì chi sai có 45 triệu đồng đã làm dậy sóng mạng xã hội trong thời gian qua. Cộng đồng mạng đã đấu tranh mạnh mẽ cho bất công này. Kết quả là cô Dung đã được Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giảm án so với bản án sơ thẩm. Dù bị bắt bí nhưng tòa án này vẫn ngoan cố tuyên cô Dung 15 tháng tù giam, bằng thời gian họ tạm giam cô mặc dù cô vô tội. Đấy là mẫu về một loại tòa án công cụ. Tòa án này xử theo mệnh lệnh và nó đã thực hiện chức năng này thay vì thực hiện chức năng mang lại công lý. Với bản chất của chế độ như thế thì chuyện đồng chí này dùng tòa án để tống đồng chí khác vào tù không phải là chuyện hiếm. Trước đây người ta thường nói về dân oan, nhưng xem ra giờ đây còn có cán bộ oan nữa. Ở cơ sở, tòa án là công cụ cho kẻ có quyền lực để trù dập cán bộ. Sau vụ án cô giáo Dung, giờ đây cộng đồng mạng đã xôn xao một phiên tòa tương tự đã diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku đã kết án nặng nề với 5 cán bộ thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Gia Lai. Theo đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku tuyên 5 cán bộ của Chi cục tổng cộng là 14 năm tù, trong đó Chi cục trưởng Lê Huy Toàn bị tuyên tới 6 năm, Nguyễn Thị Hoài Thu, kế toán, bị tuyên 5 năm, 3 người còn lại là Phan Ngọc Tiến, Chu Thị Là, Nguyễn Thị Thu Thảo, mỗi người 1 năm tù giam. Tổng số tiền thất thoát trong vụ này chỉ có 48,5 triệu đồng. Nạn nhân của Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku nhờ đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân kêu cứu. Kết luận giám định buộc tội 5 người này là thất thoát thiệt hại tổng cộng 48,5 triệu đồng. Trong khi đó, Điều 356 Bộ Luật Hình sự quy định phải gây hậu quả là thiệt hại từ 10 triệu đồng trở lên mới có dấu hiệu về hậu quả, nhưng tòa vẫn lấy kết luận giám định tư pháp trên để làm căn cứ khởi tố, truy tố và buộc tội. Còn các dấu hiệu khác như vụ lợi, trái công vụ, cố ý trực tiếp v.v. chỉ là những khái niệm định tính rất mù mờ, mang tính quy trục. Thực ra không phải chỉ Đảng Cộng sản trù dập người dân, mà ngay cả trong đảng họ vẫn thường trù dập lẫn nhau. Một khi có người đủ quyền lực để chi phối ngành công an và tòa án, thì người đó sẽ thắng. Từ trên thượng tầng luật chơi là như vậy, thì dưới cơ sở luật chơi cũng thế. Tại các nước văn minh, người ta không lập ra ban chống tham nhũng nào cả. Nhiệm vụ thanh trừng những kẻ tham ô là nhiệm vụ của hệ thống tư pháp và luật pháp. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì gần như hệ thống tư pháp không làm chuyện đó, mà hệ thống này đã bị sử dụng để thực hiện hóa vai trò đấu đá, trù dập lẫn nhau. Ngay cả cách chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như vậy. Ông dùng Ủy ban Quốc gia về phòng chống tham nhũng do ông đứng đầu để loại bỏ những người mà ông muốn loại trừ. Chỉ sau khi ông đã ra kết luận về mặt đảng thì công an mới được vào cuộc bắt người, tức là ngành tư pháp chỉ là công cụ cho cá nhân. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ông trùm dùng bộ máy tư pháp làm công cụ cho mình. Nhà nước pháp quyền thể hiện thống pháp luật xử lý mọi vấn đề pháp lý, chứ không phải hệ thống pháp luật làm theo sự chỉ đạo của một cá nhân. Chống tham nhũng bằng quyền lực của luật pháp là cách làm bền vững. Bởi thế, tại các nước dân chủ, lãnh đạo chỉ cần nhận món quà trị giá vượt quy định của pháp luật thì sẽ bị quy kết là nhận hối lộ. Ai làm trái luật thì đều bị trừng trị mà không cần sự ra tay của đảng phái nào. Đảng phái chính trị mà đứng trên nhà nước thì quốc gia đó sẽ loạn. Luật pháp bị biến thành công cụ nên hay gây ra các oan khuất. Cả hệ thống tư pháp, cả ngành công an và cả cơ quan tố tụng các cấp cứ nhìn mặt các lãnh đạo cấp cao mà xử án, chứ chẳng chịu xử theo quy định của pháp luật. Người làm trong bộ máy nhà nước Cộng sản tuy suốt ngày nghe cụm từ nhà nước pháp quyền, nhưng họ không hiểu rằng nhà nước Cộng sản không phải là nhà nước pháp quyền. Vì vậy,
họ mới thành nạn nhân của bộ máy này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Học tập và làm theo tấm gương Cụ Tổng, đồng chí đẩy 5 đồng chí vào tù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.